11 năm hôn nhân của nàng hậu số hưởng làm dâu hà môn Jennifer Phạm và ông xã đại gia bất ngờ thay đổi. Có lẽ ít ai biết, Jennifer Phạm đang có cuộc sống thế này sau một lần đổ vỡ. Jennifer Phạm tên thật Phạm Vũ Phượng Hoàng, cô sinh ra tại Sài Gòn, nhưng năm lên 3 tuổi đã theo bố mẹ sang Mỹ định cư, để rồi theo học ngành dược tại Đại học California, sở hữu vẻ đẹp nổi bật xinh đẹp hòa quyện giữa nét thuần khiết Á Đông với sự cá tính của phương Tây, nên Jennifer sớm tham gia các cuộc thi nhan sắc lớn trên đất Mỹ và giành được nhiều danh hiệu. Trước khi có cuộc sống hiện tại, Jennifer phải trải qua một lần đò với chàng ca sĩ đào hoa Quang Dũng sau hai năm chung sống. Đến nay lý do đường ai đi giữa hai người vẫn còn là ẩn số. Sau cuộc tình đầy tiếc nuối ấy, Jennifer đã tìm được bến đỗ mới là doanh nhân nguyễn đức hải mã sau này litigian mới tìm được danh tính của vị tổng tài này bởi jennifer giáo quá kỹ được biết chồng mới của người đẹp sinh ra và lớn lên trong gia đình tri thức bố chồng cô là ông nguyễn đức tiến từng tốt nghiệp khoa vật lý của đại học tổng hợp cộng hòa và là phó tiến sĩ chuyên ngành hóa lý tại phân viện hàng Lâm khoa học liên xô sau này ông là thành viên hội đồng quản trị công ty công nghệ thông tin. Mẹ chồng cô là bà Trương Thị Thanh Thanh, người đồng sáng lập một tập đoàn công nghệ và sau này là giám đốc. Bà có 20 năm làm giảng viên đại học. Năm 2006, bà đứng trong top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam khi nắm giữ 1,61% cổ phiếu tập đoàn này. Đến thời điểm hiện tại, bà vẫn luôn là một trong những nữ cường được ngưỡng mộ nhất về sự thành đạt, tài giỏi và giàu có ở Việt Nam. Bố mẹ giỏi giang như vậy, nên Nguyễn Đức Hải may mắn được sang Liên Xô học tập cùng gia đình từ nhỏ. Sau khi về nước, chồng cô học tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, ngôi trường đào tạo nhân tài có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ông xã của cô cũng tốt nghiệp đại học bằng kỹ sư điện tử viễn thông và sang Mỹ lấy bằng quản trị kinh doanh. Chồng cô từng là phó giám đốc công ty công nghệ, mang thương hiệu nổi tiếng phát triển tại Việt Nam. Đã gả vào gia đình tri thức, giàu có, lại có lối sống hiện đại, nên Jennifer Phạm được yêu thương, gần chiều vô cùng. 11 năm kết hôn, vợ chồng Jennifer đồng hành trong mọi việc. Do nhân đất hải, thường tranh thủ sắp xếp thời gian cùng vợ tham gia các sự kiện giải trí. Jennifer cho biết có lần vợ chồng cùng dự sự kiện giữa tiết trời lạc đông. Cô chỉ mặc chiếc đầm mỏng trên thảm đỏ. Thấy vậy, ông xã liền lấy eo khoác, khoác cho vợ đỡ lạnh. Cô nói, hành động nhỏ nhưng cho thấy sự chu đáo quan tâm mà bạn đời dành cho mình. Ông xã còn nhiệt tình học hỏi và phụ giúp Jennifer kể cả lúc đi chơi hay ở nhà theo người đẹp khả năng nấu ăn của chồng cô rất tốt cả hai thường cùng con bày biện món ăn trên trang cá nhân jennifer thường xuyên quay hình ảnh vào bếp các món ăn vặt do chồng và con gái phụ giúp ngoài thời gian dành cho các con vợ chồng cô thường hẹn hò ăn tối xem phim chơi golf thi thoảng họ có những chuyến du lịch ngắn ngày chỉ hai người hoặc đi cùng nhóm bạn chúng tôi giữ gìn trân trọng những thói quen rất đơn giản như nụ hôn chào buổi sáng hôn chào tạm biệt trước khi ra khỏi nhà và lúc trở về người đẹp nói điều hoa hậu quý nhất ở bạn đời là anh không dựa dẫm vào gia đình mà tự mình làm nên sự nghiệp có trách nhiệm với cuộc sống anh yêu thương con riêng của vợ bé bảo nam như con ruột nhân dịp nghỉ hè anh luôn đưa vợ sang mỹ thăm con theo jennifer Chính ông xã là người đốc thúc cô đón Bảo Nam về Việt Nam sống chung. Giữa năm 2018, bé về nước được vài tháng thì trở lại với ông bà ngoại vì quá quen môi trường bên Mỹ. Hiện Jennifer và Đức Hải đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên các con.